đầu. Bắt đầu. Ui. 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 Gõ liền anh, gõ đi anh, gõ đi. Gõ đi. Gõ anh, gõ đi, gõ đi. Cái câu này hơi dài. Rồi mình đọc từng cụm okay. Cụm nha. Sau vụ đó tôi giận lắm mà bạn nói cái gì kinh thế bạn kinh thế bạn. Tự nhiên cái thấy ảnh đọc cũng rất là dễ thương. Ăn ăn nhanh lên ăn đi em, em phụ luôn rồi. Đi em phụ luôn cho nhanh. Mọi người có được ăn bánh phồng cho sợ trùng mỡ luôn à. Gõ nạp đi, đừng có bắt ảnh nói nữa, gõ nạp đi. Anh đừng có nói nữa, đừng có giao lưu nữa, ăn đi. Thời gian ăn bắt đầu. Ăn đi. Ăn đi, lẹ lên. Ăn nhanh lên. Ăn đi em, em phụ luôn rồi. Đi. Em phụ luôn cho nhanh. Mọi người có được ăn bánh phồng. Cho sợ trùng mỡ luôn à. Gõ nạp đi, đừng có bắt ảnh nói nữa, gõ nạp đi. Anh đừng có nói đừng nữa, có giao lưu, đừng có giao lưu nữa, ăn đi. Gắp cho khéo, gắp một lần cho khéo. Mình chỉ được 2, 3 lần thôi nha. Mình chỉ được 3 lần, trời sẽ bắt rau không vậy? Rồi lỡ rồi, ăn hết cái nào đi vậy? Lỡ rồi. 3 đũa thôi đó nha, chị mấy đũa rồi? Hai đũa rồi, chị ăn đi rồi lát gấp thêm. Ê, ông Tèo là ông dễ thương ghê, ông ăn mà ông tạo âm thanh lúc ăn nữa. Nice. Trời, anh thưởng thức quá, anh không có thùy cử gì hết. Đúng rồi, thưởng thức mà. Anh đây vô tí, anh nhìn mấy mày ăn mà anh ngỡ ngàng, bàng hoàng. Anh sắp khóc rồi. Dạ em mời chị Thúy với lại Bảo Nhi, chúng ta sẽ mang cái chén của mình về lại vị trí căn bếp. Trời gì ơi, vậy? Sao ăn cái gì mà nhìn như chuồng heo vậy? Nhìn như chuồng heo vậy? Như chuồng heo. Sao mà biết mấy cái này vậy ta? Ai dạy anh vậy? Sinh viên công viên. Sinh viên công viên là ai vậy? Ai đi công viên mà mấy bạn đó ăn dạy. Ăn đi, đang thi quên nữa, có hỏi ảnh nữa. Anh thấy món này sao? Món này rất là ngon, rất là ăn. Đó là cao lầu á. Cao lầu là đặc sản của Hội An. Tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ăn không? Ăn đi anh. Anh phải thuyết trình là tại sao anh chọn cái gấp đó được. Là anh gấp rau là tại vì rau tốt cho sức khỏe. Nhưng mà em nghĩ là chắc không nên có ai đứng đây đâu. Tại đứng đây là anh sẽ nói chuyện á. Đúng rồi, anh nói vậy đó, đừng có giao lưu với anh nữa. Anh lắm lời đó. Rồi anh quay qua anh nói chuyện với bé Mai rồi. Anh quay qua anh nói chuyện với bé Mai rồi. Anh ơi, anh nói chuyện một hồi là em cho anh lên trên đây anh ăn mình nha. Anh là học sinh kiểu mà học sinh mà hay nói chuyện nhiều trong lớp á. Tiếng Anh sẽ gọi là cái class clown. Tấu hề ha. Tấu hề, dạ. Đi qua đi, anh nói chuyện. Anh ơi, anh ăn đi, anh kể tụi anh đi, em nó khùng có điên gì kể tụi em. Không cần phải mà giải thích cho tụi em đâu. Kể tôi đi nha. Cái góc này nhìn lên thấy mọi người ngon miệng lắm luôn á em. Em ngồi xuống đây em coi đi. Góc này là thấy mùi thơm lắm. Ở trong bát này có một rau rất là cay đúng không? À nó nồng. Rau cải xanh rau này cải này xanh chị. Rau cải xanh. Anh nhanh lên. Không nói chuyện nữa. Ôi. Gần hết rồi kìa. Đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Trời đất ơi. Hoàn thành. Hết giờ. Hết giờ. Không có ngày trên kiếp này mà Tèo dám ăn hết cái tô đó luôn. Cuộc thi chúng ta kết thúc. Tô của bạn bé Mai sạch sành sành. Ngã mũ khâm phục thôi. Bây giờ là em ăn no quá, em có thể giao lưu nói chuyện được không em? Dạ em chưa no. Ảo thật đấy. Chưa no? Dạ. Ủa là em muốn ăn thêm một tô y chang vậy nữa hả? Dạ chắc khoảng 2 hoặc 3 tô nữa. Thì là xíu nhón rồi. Đến lúc bé Mai bật mí nhiều hơn về mình đi. Em lộ đi em, bây giờ em lộ ra đi. Em là ai? Chào mọi người, dạ em là bé Mai. Mọi người biết em qua những cuộc thi ăn uống à. Em là người đầu tiên của Việt Nam ăn thắng 2 tô bún sứa. Nhận giải 30 triệu. 2 tô bún sứa hả? Tô bộ tô bị lớn không em? Dạ tô bự hơn. Tô có 3 ký rưỡi.
Có thể gọi là mình bị hố rồi không? Bị hố à? Ai dạy anh sinh viên công viên sinh đó không? Sinh viên công viên đó. Tuyền nghĩ rằng là cái khả năng ăn của bạn á, nó giống như là trời phú vậy. Tại vì á, nó không phải là câu chuyện bạn cố gắng ăn lấy ăn để vượt qua thử thách để là người chiến thắng. Mà trong cái cách bạn ăn rất là ngon miệng, cái cảm giác bạn thật sự thưởng thức cái món ăn đó, rất là trân trọng cái món cao lầu đó luôn. Bé Mai sẽ là một nhân vật đặc biệt xuất hiện và tạo cái sự kịch tính trong cái thử thách tay làm hàm nhai này thôi. Bởi vì chung quy chúng ta vẫn chỉ có hai người chơi ở hoạt động này, đó là anh Tý và anh Tèo. Đó, cho nên là kể từ bây giờ trở đi, những gì còn lại trong tô của hai anh sẽ quyết định nhóm bạn nào giành được hai viên kim cương. Và cái gì mà mình không nhìn bằng mắt thường được thì mình phải nhờ cái cân, cái cân công lý ở đây. Đây là tô của anh Daniel Tèo. Lập ở nhẹ tay dùng Tèo nha, nhẹ tay thôi. Của anh Tèo là 1 kg 465 gram. Hồi hộp quá. Và đây là của anh Tý. Một ký 405 ra. Xin được chúc mừng. Trời, anh vui thiệt luôn á mọi người. Tại vì nãy giờ anh tưởng anh thua. Xin được chúc mừng anh Tý Daniel đã mang về cho nhóm bạn của mình hai viên kim cương. Ba miền của nguyên liệu trên hình bắt đầu. Bắt đầu. Gì vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu trả lời của anh Tý. Xin mời anh. Một là hạt lạc. Đậu phộng. À đậu phộng, yes. Đậu phúc. Làm của miền chúng. Hình như vậy. Hạt lạc. Một là đậu phộng, một là đậu phúc. Đậu phúc. Chắc chưa? Chốt rồi. Chắc chưa? Chắc. Chắc thì lấy kim cương. Chúc mừng. Wow, thank you, cảm ơn. Xin mời cả hai nhóm bạn cùng nghe đoạn âm thanh sau đây và đoán xem đó là âm thanh của hành động nào trong nấu ăn. Bắt đầu. Khi nào mới chạy ta? Tuyệt vời. Anh ấy đã chiếm ưu thế, nhưng quan trọng là anh ấy trả lời như thế nào đây? Cắt hành. Cắt hành, cắt hành tay, cắt hành. Cắt hành tay là chắc rồi. Anh mà không chắc thì ai dám chắc? Trời, để chưa? Dạ, em không, em là người không dám chắc nè. Dạ. Chính xác, đó là tiếng cắt, tiếng sắt. Xin được chúc mừng anh Tèo. Wow. Chúc mừng anh Tèo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài hát giọng Quảng Nam. Và các bạn hãy cho biết từ còn thiếu trong câu hát là gì. Âm nhạc bắt đầu. Hồi nào chiếc túc táo nó lợn quy, chiếc mỏ cao voi sang tí mắm cả nó hang y hang. Trời ơi, tôi chưa kịp nghe là gì luôn á trời. Theo cái giác quan thứ 6 của Tèo á thì phải nói là hăng hăng. Đúng rồi, chị cũng nghĩ là hang hang. Mình đọc hang hang, đúng rồi. Ba người đứng ở trên đây là người Việt Nam thuần, chưa nghe ra được đó là từ gì. Thật sự thì xin được chúc mừng bởi vì hang hang là câu trả lời chính xác. Hay quá, hay quá, chúc mừng anh. Trời ơi, cảm ơn Tình Tâm ơi. Bài hát giọng Quảng Nam, cho nên thay vì đúng là mình sẽ là hăng hăng thì trong cái bài hát này thì người hát sẽ hát là tí mắm cà nó hay hay. Đó là sự thú vị của các thể loại tiếng địa phương. Hay quá thật sự. Ai cũng giỏi quá, giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhìn màn hình để đến với thử thách tiếp theo dành cho các bạn nhé. Theo giọng địa phương Quảng Nam, câu nói này có nghĩa là gì? Sâu vụ nớ,
tao giận lắm mà mi nói cái chi kinh rửa mi. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Ui. 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 Gõ liền anh, gõ đi anh, gõ đi. Gõ đi, gõ đi, gõ đi. Gõ anh, gõ đi, gõ đi. Cái câu này hơi dài. Rồi mình đọc từng từng cụm, từng cụm, từng okay. Vụ nha. Sau vụ đó tôi giận lắm mà bạn, mà bạn nói cái gì kinh, kinh thế, thế bạn kinh thế bạn. Tự nhiên cái thấy ảnh đọc cũng rất là dễ thương, mình cũng muốn nghe xem là anh Tèo nhà bên này đọc như thế nào. Sử dụng cái sức mạnh nội tại. Sức mạnh của nội tại. Sức mạnh nội tại nữa hả? Thôi nhờ bạn đi nha. Ủa? Sức mạnh nội tại của anh. Nội tại chính là bạn đó, nội tại đó. Sau vụ đó tôi giận lắm mà anh nói cái gì kinh thế anh. Sau vụ đó tôi giận lắm mà bạn nói cái gì kinh vậy bạn. Dễ thương quá à. Thật sự cảm ơn hai anh Daniel rất là nhiều, rất là chịu khó tham gia thử thách trong một cái câu khá là khó của địa phương Quảng Nam. Nhưng sai có chút xíu. Chữ giận, giận ở đây không có nghĩa là giận mà nó là sau vụ đó tôi bận lắm mà anh nói cái gì nghe kinh thế. Cái vậy. Giận lắm ở đây không phải là giận mà giận lắm ở đây là bận lắm. Giận mà ra bận ha. Câu hỏi vừa rồi cả hai anh Daniel đều không thể mang kim cương về cho nhóm của mình, nhưng mà đã chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ bởi vì sự nỗ lực trong việc phát âm tiếng Việt. Một tràng pháo tay cho cả hai ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh cuối cùng của xoắn não líu lưỡi. Đây là hình ảnh phóng to của một nguyên liệu. Hỏi trên hình đó là nguyên liệu gì? Bắt đầu. Rồi. Rồi có đi, có đi, em có đi. Dạ em xin mời anh Tý. Bánh đa vừng. Oh yeah, đương nhiên. Bánh đa vừng. Hay còn gọi là? Miền Nam mình gọi là bánh tráng mè. Bánh đa vừng, bánh tráng mè. Liệu có phải là câu trả lời chính xác không ạ? Chính xác. Chính xác. Xin chúc mừng. Chúc mừng anh đa nhỏ. Mời hồi hộp quá. Chào, mình tên là Daniel. Tôi tên là Daniel. Ủa? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ở bên nước ngoài á, mình gọi con gà, mình kêu nó lại gần mình gọi bằng cách nào á? Ủa, cái gì vậy trời? Kính thưa ủy ban thẩm đoán. Sử dụng cái sức mạnh nội tại. Sức mạnh của nội tại. Cái giỏ đi, chợ đi anh. Cái giỏ đây không? Đây là cái giỏ đây. Cái nào là cái giỏ, cái túi hả? Cái này có dùng trước không? Không có được hỏi. Khỏi, 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 khỏi. Không được hỏi chứ phải khỏi. Anh làm cái đó còn. Hai anh nước ngoài đang nấu mà cảm giác là chơi vơi trong những cái công thức á. Ơi vơi. Giống như trong công viên đó anh. Bình thường á là mình đi làm hay là mình đi chơi với lại anh Tèo á là ảnh có hay làm bèm vậy không? Dạ có. Cùng đón xem nhé, Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.